lấy đơn 352 vậy. Dạ rồi. 300 mấy? 72. Ok. Qua bên kia ship, khách trả ship đúng không? Ờ đúng rồi, bên kia trả ship cho mình. Này đơn gì? Có đơn chưa? Có rồi. Trời, nhìn sao mà ra 32 trời. Anh nói 32 này tưởng tiền đó trong cái quán cạp sữa kìa. Anh xin chỉ đi luôn. Cũng có nữa hả? Có 32, quán cạp sữa nổi tiếng người ta. Ok ok. Đâu biết đâu. Đâu biết. Chạy vô. Mấy cạp sữa nó ngon không? Thái à? Uống chưa? Chưa. Chưa. Trời gần đây mà không uống. Nghe buồn ghê. Đâu rảnh đâu anh. Nói tiền trước đi. Gần là phải uống. Là anh không muốn nói em cúng gì đi đúng giờ sở không? Đúng rồi, cúng gì đi đúng giờ sở. Nè, có cao nhé, chị chủ nghe. Chị chủ nghe hả? Chắc chị chủ bỏ, không có nghe đâu. Cho qua đó. Có là 130. Trăm mấy? 130. Rồi điện cho khách rồi đúng không? Quán mình bán gì vậy ta? Đồ Huế. Đồ Huế hả? Ừ. Có giảm giá không? Anh nhớ đi ca đêm nha. Ca đêm hả? Ừ, ca đêm thấy em chứ ca ngày là em đuổi á. Rồi ca đêm. Rồi có người yêu chưa? Nếu chưa có thì mình sẽ tới. Anh cứ đi đây nè. Cứ đi đúng không? Có cái này thì có đồ ăn. Tối là mấy giờ? Dạ. Tối là mấy giờ? 10 giờ em mới đóng cửa mà. 10 giờ đóng cửa đúng không? Để bữa nào kéo nguyên đồng bọn tới. Không biết có chú để xe không nữa. Dạ. Cảm ơn. Chụp hình ra. Kimmy boy. Hình như bị quay rồi đó. Gần đây không? À, hình như bị quay hết rồi đó. U. 360 nè. Dạ. Ừ. Mua nhiều rồi, mua nhiều rồi. Mua lâu rồi. Rồi hay đi du lịch á. Rồi đi nha. 360 hả? Nè, đang thấy nó chết chết không? Đúng rồi. Ồ, đi. Bây giờ mình sẽ giao một cái đơn hàng siêu tốc thực phẩm. Đơn này là khá là gần luôn. Chạy chưa tới 2 phút là tới rồi. Mấy bạn đó vui ghê á. À, bữa nào mình sẽ ghé lại mình ăn để mình gặp lại các bạn đó. Công nhận bạn đó cực kỳ gọi là đáng yêu luôn á. Chắc chắn là chưa có người yêu rồi. Giờ né trái để đi vô đứng tinh hoàn đây. Đơn này mình sẽ quay cho mọi người xem cái cách mà mình đi giao hàng siêu tốc thực phẩm. Sau đó thì mình sẽ ghi phiếu cho mọi người xem. Ghi phiếu điện tử. Thường mấy cái đơn này thì mình chạy mất tầm vài phút là xong rồi. Mình sợ nhất là những đơn đáp phút đó mọi người, lâu lắm. Còn những đơn mà như vậy á, nó chen đáp phút đó, nhưng mà được cái là mình tới mình lấy đơn đi luôn. Cũng khá là lẹ. Lúc nãy là mình đứng 372 ngàn. Mình sẽ qua thu tiền của khách là 372 ngàn cho tiền ship nữa. Hình như cái đơn này á, thì mình sẽ thu là 372. Là thu thêm 20 ngàn nữa tiền ship nữa. 372 là 392 ngàn. Thu đủ số tiền nha ba mọi người. Chứ đừng có thu kiểu và thu hơn số tiền. Dù 1.000 thôi mà khách cũng cầm lên các bạn đó là các bạn bị một sao. Khi các bạn bị một sao thì các bạn chạy đâu có được đâu. Các bạn giờ mình gọi điện cho khách nha. Sau đó mình sẽ ghi phí. Dạ alo, em là Ráp, em tới 167 Nguyễn Văn Thụ rồi ạ. Là ngay cái nhà cái cửa màu xanh xám là ngay 167 luôn đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì em thấy có cái chú nào đang ngồi phía trước nè. Đó thì nói họ đi. Họ là em giao hàng rồi. Em lấy tiền, ok em cảm ơn chị nha, dạ dạ.
mình sẽ ghi phiếu, mình sẽ gửi cho mọi người xem. Ghi phiếu là các bạn vô Google chung, các bạn vô cốc cốc á. Mình đưa tiền các bạn, sau đó mình chạy, mình có một đơn giao hàng siêu tốc tiếp rồi nè.